Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Vũ Lít. Và hôm nay là bọn mình sẽ đi chơi ở Thảo Cầm Viên nha. Thì hôm nay đi chung với mình là con Nam như là Toàn. Bọn mình vừa mua ba cái vé này. Bây giờ mình sẽ vào chỗ soát vé và đi vào bên trong để xem nó có gì chơi nha. Ok, bây giờ bọn mình sẽ vào và đi một vòng quanh Thảo Cầm Viên nha. Để xem nó thế nào. Let's go. Đây là chỗ nó hướng dẫn này mọi người. Đây là có mấy cái bảng này, mỗi cái nó sẽ chỉ đến một nơi nhá. Bây giờ bọn mình sẽ đi đâu trước đây? Thú ăn thịt. Thú ăn thịt trước nha. Các bạn thấy đây là khung cảnh đây nó rất là gọi là rất là nắng. Nhưng mà ở đây nó có rất là nhiều cây xanh nó che này. Cái gì ạ? À, đây có cái bản đồ này. Mình đang đứng đâu? Mình đây nè. Mình đang ở đây á? Sao không biết? Em nghĩ này là lối vào. Phải. Chúng ta chỗ mua vé. À hình như mình đang ở đúng rồi. Trên đây có nhiều thú này. Giới thiệu các bạn đây là mấy con ếch màu vàng. Ếch này gọi là ếch gì? Ếch sừng Argentina. Nhìn nó cứ kiểu kiểu nào ấy. Đây là mấy cái nắp ấm nha các bạn. Đó. Đây có rất là nhiều những cái loại ếch nhỉ. Nhưng mà gần như là chúng nó đi hết rồi. Chỉ có mấy cái chỗ không rồi thôi. Mấy cái lồng kính không rồi thôi. Mình chả biết lý do sao nhưng mà ở đây chỉ có mấy cây với cả mấy cái lồng kính không ở trong đây này. Còn mấy con ếch thì không biết người ta mang đi đâu hết rồi. Giới thiệu các bạn đây là mấy con ếch trắng. Ếch cây mép trắng. Như là nước miếng của nó kìa, nó nhổ ra để làm cái tổ hay gì. Mấy này bẩn vậy. Đây là thức ăn của nó, vãi cả lồng. Giới thiệu các bạn đây là khu sưu tập hoa và cây kiểng. Có rất là nhiều hoa ở đây này mọi người. Wow. Đây là cả một rừng hoa luôn. Chỗ này chắc là chuyên để trồng hoa hay gì á. Rất là nhiều hoa luôn. Cầm cho anh ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vào và thăm nhà lan nha. Có rất là nhiều những cái cây lan ở đây mọi người. Wow. Giới thiệu các bạn đây là chuồng của con da đầy nhỏ nhỏ. Mình cũng chả biết con này là con gì nữa. Nhưng mà nhìn mặt nó rất là ngầu này. Đó. Tóc nó y chang nè. Ừ. Nhìn cái mặt nó buồn cười quá bạn ơi. Ở đây có một con cánh cụt đói này mọi người. Mình sẽ cho nó ăn nhá. Đây là thế giới khủng long. Giới thiệu các bạn đây là con khủng long bạo chúa. Nhưng mà nó giả các bạn ạ. Đây là con Chino Rapper này. Con này là con Spinosaurus. Giới thiệu các bạn đây là mấy con công nhá. Đó. Nó không có xòe cánh như không có đẹp. À xòe đuôi chứ. Giới thiệu các bạn đây là hai con khỉ. Con kia loài cả chim rồi kìa. Vãi. Xòe đuôi xòe đuôi. Rồi con công ấy lì đấy, nó không xòe đuôi các bạn ơi. Đúng rồi, giới thiệu các bạn đây là con rồng Komodo này. Đó. Úi sơ. Úi sơ. Nó mới ăn cái gì nó màu mồm nó máu luôn. Ừ, chắc là ăn cái con gì đấy. Con này có màu xanh này. Sao mà công lại ở chung với rồng Komodo ta. Đây là con dãy cá này mọi người. Đó. Em nó giống mà. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Nó đang bơi này. Các bạn đây là con khỉ mặt chó. Rồi con linh cẩu. Nó bị ngáo ngáo rồi, nó đang nằm đấy thôi. Ở chuyên xa, chuyên ăn xác chết. Đang giờ ngủ trưa nó ấy các bạn. Con nó khớp không? Sống nó khớp không? Khớp chứ, mình nhảy xuống đi. Giới thiệu các bạn đây là lạc đà. Lạc đà hai bú. Ờ, lạc đà hai biếu. Chúng ta đang bất động, chắc là đang giờ trưa chúng ta đang muốn đi ngủ ấy. Lần đầu tiên mình nhìn thấy lạc đà luôn. Mình có thể đúc cái đầu vào đây. Đúc cái đầu vào đây. Giới thiệu các bạn đây là sư tử trắng. Đó, nó thấy mình quay phim nó quay lại kìa. Giờ nó nhảy cái là đãi được quần luôn này. Sư tử sơn lâm này. Đây sư tử đực nè mọi người. Gặp một mối căm hờn trong cuối sắt. Mối căm hờn trong cuối sắt. Nhìn nó khổ đấy nhở. Nhìn nó có buồn buồn nào á. Con sư tử kia nó bị làm sao các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa. Nằm trống ngớ luôn rồi kìa. Giới thiệu các bạn đây là con hổ trắng này. Wow. Ngầu chưa ngầu chưa. Giới thiệu các bạn đây là chúa sơn lâm. Bên đây có hai con. Một con nó chui vào lồng rồi. Nhầm một con chui vào hang rồi. Một con ở ngoài này. Đó. Mỗi tội hơi gầy, gầy hơn con bên kia. Nhìn phê vãi. Đây là chuồng hươu sao nha mọi người. Đó, có rất là nhiều những con hươu ở đây. Mình phải zoom lại mới nhìn có thể kỹ được mọi người. Bởi vì ở trong đây ấy, người ta để cái chuồng khá là xa ở ngoài. Cho nên là chúng ta không thể nhìn kỹ được. Mình phải zoom. Đầu đàn có rồng cảnh. Đây là con đầu đàn. Đấy, có sừng. Đó. Nó thấy mình quay nó chạy lại nó kiếm tí. Ô nó kêu kìa. Kêu như chó vậy. Đây các bạn ơi, mục đích của chúng ta tới đây hôm nay chỉ là để xem mấy con cá sấu thôi. Đó. Bọn này nó giả chết ấy, bây giờ chỉ cần vứt thằng Toàn xuống dưới thôi. Đảm bảo là cá sấu có thịt ăn liền. Mà mấy con này hơi bé đúng không? Không biết đây người ta có cho cá sấu ăn không nhỉ? Bên đây có một con cá sấu to này mọi người. Đó. To chưa? Đây là cái con cá sấu gọi là to nhất của cái sở thú này mọi người. Cá sấu khổng lồ. Nằm như kiểu chết thế sao các bạn ơi. Nó bị gãy tay, nó mệt, nó gãy tay anh. Gãy tay á? Gãy đó kìa. Có thể nó nằm kiểu đấy đấy. Nhìn nó buồn cười quá.
Đây là con cọp chuẩn đấy các bạn. Con cọp vừa đấy là con cọp trắng, con cọp này là cọp chuẩn đây. Con nào nhìn cũng buồn hết. Tội nghiệp bị nhốt trong chuồng thú. Wow. Úi giời. Tôi làm cái gì vậy? Hello. Chụp bài lại. Bye. Các bạn nhìn con này các bạn là tưởng là tượng đúng không? Thực sự là con cá sấu á. Nãy nó vừa mới mở mắt ra xong giờ nó nhắm lại, bây giờ mà thò cái tay vào cái là đảm bảo là mất cái tay luôn. Trong đấy có cả mèo này mọi người. Cu teo ấy. Con này là con hà mã đấy các bạn. Úi giời ơi. Con này nhưng mà nó ở dưới cái nước này bẩn quá. Con này nó bật cả cá sấu ấy. Ờ, con này chơi được cả cá sấu ấy. Nó vừa kêu à. Vẫn để răng luôn đấy các bạn ơi. Nắn nó to thế. Răng đấy nó ăn được gì? Giờ nó mà sổ lên cái là anh em mình mất cái máy quay luôn. Đây là một loại hà mã khác đó mọi người. Đấy. Với cái này nó không có nổi lên, nó cao với là to hơn kia rất là nhiều. Đây là bạn, đây là một con hà mã cực kỳ to. Ui. Hình như nó chỉ thò cái đầu để nó thở hay sao đấy. Và con này nó to bằng 1/4 cái hồ rồi các bạn. Cái hồ này rất là to nhưng mà con này nó to vãi cả ra luôn đấy. Các bạn ở gần đấy các bạn thấy là nó to gấp 3 toàn luôn. Gấp 4 luôn. Đây là chuồng dê đấy mọi người. Của cừu nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào đây để đập chết mấy con cừu để lấy lông làm giường nhá. Đây là trường voi châu Á đó mọi người. Đấy, rất là nhiều voi luôn. Thực sự là cũng không nhiều lắm đâu. Có 1, 2, 3 con. Bên kia có một con và bên kia có một con nữa. Tổng cộng ở đây có 5 con voi các bạn ơi. Rất là to. Đó. À bên đây có 4 con. Bên kia có một con, 2 con là tổng cộng là 6 con voi. Giới thiệu các bạn đây là chuồng của con linh dương đầu bò các bạn ơi. Phải nói ở trong đây trời ơi nó thối một cách dã man luôn, toàn phân thôi các bạn ạ. Mình phải hy sinh rất là nhiều để vào đây quay cho bạn xem mấy con thú trong đây chứ nó thối vãi. Con này là con gì mình không biết các bạn ơi. Bạn nào biết con này là con gì có thể nói cho mình biết với nha. Ở trong thảo cầm viên có cả chỗ đi đập vịt nữa mọi người, nhưng mà cái nước sông đây hơi bẩn các bạn ạ. Đây là con linh dương đầu đàn các bạn ạ. Đây là con khỉ các bạn, nó đang ăn cái gì ấy, đang ăn và suy ngẫm về cuộc đời. Đây là khỉ bô lão các bạn ơi. Con khỉ này khỉ bố lão truyền thuyết này, nó có râu này, râu trắng. Đây là con khỉ vàng với con khỉ đen này các bạn. Đây là con hồng hạc các bạn ơi. Kiểu đầu chôm chôm ấy, nhưng mà người ta không cho mình vào trong đây để quay các bạn ạ. Hiện tại mình đang có mặt ở trong vườn bướm này các bạn. Ở đây có rất là nhiều bướm này. Đây là xác của mấy con bướm này. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào nhá. Cái xích này nó nặng thế. Ừ, cái xích này nặng. Mọi người vào đây đừng có chạm vào bướm nha. Người ta cấm chọc phá bướm ấy. Có rất là nhiều bướm quay đây, bay ở đây nhưng chắc các bạn sẽ không thấy đâu, bởi vì nó rất là bé. Ở đây có một con bướm rất to này. Nhưng mà nó là bướm giả. Đây là nếu một con bướm có cuộc sống trong Minecraft này các bạn. Đó. Trứng, sâu, nhộng, bướm trưởng thành. Đa điểu đây mọi người, nó đang ăn này. Bây giờ đang rất là trưa cho nên là quay nó hơi chói, mọi người thông cảm nha. Đây là con hươu cao cổ này mọi người, nó đang ăn cái gì ấy, mồm nó nhai chóp chép luôn. Con hươu cao cổ nó sống chuồng, nó treo cây vào đây này các bạn ơi. Ở đây có một con tê giác đang nằm này các bạn. Vãi, nó to quá. Mà cái sừng nó hơi bé các bạn ơi. Wow. Mấy con tê giác nó thích nằm dưới nước ghê luôn. Có một con ngựa vằn đang chờ bạn nó đây các bạn. Đây chúng ta đã có mặt tại khu bò sát các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào và xem rắn nha. Wow. Rắn khổng lồ. Rắn khổng lồ. Con này. Đây là con rắn đầu tiên đấy các bạn. Ở đây có một con chăn vàng các bạn. Ở dưới đây có một cái con chăn màu hai màu nữa, màu đen và màu xám này. Ghê vãi. Con này là con chăn đất đây các bạn. Rất là to và dài luôn. Con chăn đang lột da đây các bạn. Ở bên trong nó nhạt hơn ở bên ngoài, nó đậm đậm một tí này. Nhưng mà nó đang lột da đấy. Nếu còn trong sở thú nó hiền khô à. Đi ra ngoài chắc có đớp phát chết luôn đấy. Trong này cũng có cả cá sấu luôn này các bạn. Mà cá sấu này bé tí à. Đây là hai con tắc kè bông này các bạn. Nhìn mặt chúng nó ngu vãi. Đây con gì? Con này là rồng Komodo. Kỳ nhông à? Kỳ nhông xanh. Con này là con kỳ nhông xanh các bạn ạ. Đây là mấy con còn nó này. Con này là con kỳ đá nước các bạn. Nhìn như kiểu con cá sấu á. Mỗi tội là nó bé hơn. Khá giống cá sấu luôn. Đâu? Rùa răng và rùa răng. Đây mấy con này là mấy con rùa răng. Đây là mấy con mèo rừng các bạn. Nhìn chẳng khác thì mấy con báo luôn. Nó đang ỉa. Con này là con báo lửa đấy các bạn. Đó. Nhìn nó bé xíu à. Rồi sau khi mà đi sở thú xong thì cảm giác của em thế nào? Em thấy mệt. Toàn thế nào? Em thấy mỏi. Mệt mỏi à? Mệt vừa mỏi. Em thấy đói anh ơi. Chúng ta đi ăn đi. Và có một điều em muốn nói các bạn ở đây thối vãi cả đái. Phải nói các bạn là ở cái thảo cầm viên nó bán một cái loại xoài gọi là chua vãi. Thề luôn.
Ở đây có một con báo chết này các bạn. Nằm chết mà cái bụng nó thở thoi thóp luôn. Đấy, thưa các bạn, đây là soái ca. À, báo ca. Con này hổ báo quá các bạn ơi, nhìn nè. Đó. Đó. Ok các bạn ơi, cuối cùng bọn mình đã đi xong ở trong cái thảo cầm viên này rồi. Và cảm giác cực kỳ là mệt luôn. Với cả là rất là nóng. Cũng như là phân của động vật nó rất là thối. Với cả là những cái nước ở dưới nó khá là đen đấy. Tuy nhiên là bọn mình cũng đã có một trải nghiệm là lần đầu tiên đi chơi ở thảo cầm viên. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái clip này của bọn mình nhá, thì đừng quên bỏ lại cho bọn mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho bọn mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.